Nhằm khai thác thế mạnh diện tích lớn và môi trường nước trong lành ở Hồ Ngàn Trươi, tháng 10 năm 2020, Hợp tác xã Dịch vụ Nông lâm Thủy sản Vũ Quang đã mạnh dạn đầu tư 14 lồng bè nuôi các loại cá nước ngọt. Sau 7 tháng nuôi, cá lăng cá leo đạt trọng lượng từ 1,5 đến 2 kg trên con, tỷ lệ sống đạt từ 75%. Cá trắm giòn, chép giòn trọng lượng đạt từ 4 đến 4,5 kg trên con, tỷ lệ sống đạt 98%. Hiện mô hình đang cho thu hoạch, sản lượng ước đạt khoảng 25 tấn, thu về khoảng 2,3 tỷ đồng, trừ các chi phí vụ nuôi cho lợi nhuận khoảng 1 tỷ đồng. Do cái nguồn nước ở trên hồ thủy điện Nga tưới cẩm tráng thì rất chỉ là sạch và, và sự phát triển của cá thì chắc chắn nó sẽ, sẽ phát triển nhanh hơn cái các hồ khác do cái cái cái, cái phù du của 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 cái long hồ đang còn nhiều. 7 tháng thì với tỷ lệ như thế là đã đạt tiêu chuẩn đấy. Cùng với nuôi thử nghiệm cá lồng trên hồ ngàn trời, thời gian qua, người dân Vũ Quang đã tiến hành làm lồng bè để nuôi các loại cá trắm, chép giòn trên một số hồ đập nhỏ trên địa bàn. Tận dụng mặt nước đập khe thuộc xã Hương Minh, năm 2020, anh Nguyễn Xuân Hiệu ở xã Hương Minh đã đầu tư hơn 200 triệu đồng làm 6 lồng nuôi cá, gồm 3 lồng cá leo, 3 lồng cá trắm. Nhờ được tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật tốt, đặc biệt là nguồn nước hồ luôn đảm bảo sạch sẽ, không bị ô nhiễm nên cá phát triển khá nhanh. Sau 6 đến 8 tháng, các loại cá leo, cá trắng đã bắt đầu cho thu hoạch. Theo tìm hiểu về núi trong thủy sản thì điều kiện từ mặt nước lên lên lần là, là, chất lượng nước ở đây thì đảm bảo theo tiêu chuẩn nuôi cá. Thế kết quả thì nếu như léo thì 6 tháng là bán được thì đạt nếu 1.000 con thì đạt khoảng được cái từ 1 tấn đến tấn 2. Tổng doanh thu thì tính một lòng thì được khoảng 20 triệu thì một nắm năm tầm khoảng tầm tạm thì là đạt đấy. Ngoài hồ lớn ngàn trươi, trên địa bàn huyện Vũ Quang còn có khoảng 30 hồ đập nhỏ với tổng diện tích trên 100 hecta mặt nước. Qua quá trình thử nghiệm nuôi cá nước ngọt tại hồ ngàn trươi và một số hồ đập nhỏ khác trên địa bàn cho thấy hiệu quả kinh tế khá cao. Đây là tiềm năng, lợi thế để Vũ Quang nhân rộng phát triển nuôi cá nước ngọt trong thời gian tới. Trên địa bàn huyện Vũ Quang ấy, thì ngoài cái diện tích hồ thủy lợi ngâm cẩm ra thì có trên 110 ha cái diện tích nuôi trồng thủy sản để nuôi trồng thủy sản được. Thì thời gian tới ngoài việc trên hồ ngàn trươi thì chúng tôi tập trung chỉ đào và xây dựng một số mô hình nuôi cá lồng bè trên các hồ hồ chứa với quy mô nhỏ để tạo điều kiện phát triển sinh kế trên địa bàn huyện Vũ Quang. Trước những kết quả thử nghiệm thành công, huyện Vũ Quang đang tiếp tục xây dựng chính sách để khuyến khích hỗ trợ người dân trên địa bàn phát triển nuôi cá lồng bè tại các hồ đập với số lượng phù hợp để đảm bảo giữ được chất lượng môi trường nước đây cũng là hướng đi mới giúp người dân miền núi vũ quang phát triển kinh tế xây dựng nông thôn mới tại địa phương